Kinh 20 Thâm Kinh. Thâm Kinh cũng nói như vậy. Kinh 21 Động Giao. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ kheo kia từ chỗ ngồi đứng dậy, chịch áo vai bên phải, lễ Phật rồi đứng sang một bên. Bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung. Khi tu tập không buông lung, con sẽ tư duy về lý do mà một thiện nam tử xuất gia cạo bỏ râu tóc, mình mặc pháp y, có lòng tin từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy tỳ kheo kia: lành thay tỳ kheo, đã khéo nói những lời này, nay xin vì con mà nói vắn tắt pháp yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình nơi chỗ vắng, tu tập không buông lung, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Ông đã nói như vậy phải chăng? Tỳ kheo bạch Phật: Đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo tỳ kheo: Ông hãy lắng nghe, khéo léo suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Này tỳ kheo, người nào dao động thì sẽ bị ma trói, nếu người nào không động thì sẽ giải thoát khỏi 3 tuần. Tỳ kheo bạch Phật rằng: Con đã hiểu, bạch Thế Tôn, con đã hiểu, bạch Thiện Thệ. Phật bảo tỳ kheo: Đối với pháp đã được ta nói tóm tắt, ông hiểu nghĩa rộng của nó như thế nào? Tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, khi bị sắc làm dao động thì bị ma trói buộc, nếu không dao động thì giải thoát khỏi 3 tuần. Cũng vậy, khi thọ tưởng hành thức làm dao động thì bị ma trói buộc, nếu không dao động thì giải thoát khỏi 3 tuần. Cho nên, đối với những pháp đã được Đức Thế Tôn nói tóm tắt, con đã hiểu được nghĩa rộng của nó. Phật bảo tỳ kheo: Lành thay, đối với những pháp đã được ta nói tóm tắt, ông đã hiểu được nghĩa rộng của nó. Vì sao? Khi bị sắc nằm dao động thì bị ma trói buộc, nếu không động thì giải thoát khỏi 3 tuần. Cũng vậy, khi bị thọ tưởng hành thức nằm dao động thì sẽ bị ma trói buộc, nếu không động thì giải thoát khỏi 3 tuần, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa, tâm được giải thoát thành bậc A-la-hán. Kinh thứ 22 Kiếp 3 Sở Vấn. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ có tỳ kheo tên là Kiếp Ba đi đến chỗ Phật, đầu mặt nảy sát chân Phật rồi đứng qua một bên. Bạch Phật rằng: Như lời Đức Thế Tôn đã dạy, tỳ kheo tâm khéo được giải thoát. Bạch Thế Tôn, thế nào là tỳ kheo tâm khéo được giải thoát? Bấy giờ Thế Tôn nói với Kiếp Ba rằng: Lành thay, ông có thể hỏi Như Lai về tâm khéo giải thoát. Lành thay Kiếp Ba, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Này Kiếp Ba, hãy quan sát biết rõ những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần. Tất cả những thứ đó đều vô thường. Khi đã quan sát chân chính về vô thường rồi, thì sắc ái liền được trừ. Khi sắc ái đã được trừ rồi, thì tâm khéo giải thoát. Cũng vậy, quan sát thọ, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần. Tất cả những thứ đó đều vô thường.
Khi đã quán sát chân chính về vô thường rồi, thì thức ái liền được trừ. Khi thức ái đã được trừ rồi, thì ta nói là tâm khéo giải thoát. Này kiếp ba, tỳ kheo có tâm khéo giải thoát như vậy, Như Lai nói là tâm khéo giải thoát. Vì sao? Vì ái dục đã được đoạn trừ. Người nào ái dục đã được đoạn trừ, thì Như Lai gọi người đó là tâm khéo giải thoát. Sau khi tỳ kheo kiếp ba nghe những lời dạy của Đức Phật, tâm rất vui mừng, lạy Phật rồi lui. Bấy giờ tỳ kheo kiếp ba, sau khi nhận lãnh những lời Phật dạy rồi, một mình ở chỗ vắng, chuyên cần tinh tấn tư duy, sống không buông lung, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa, tâm khéo giải thoát, thành bậc A-la-hán.